Hello anh em, hôm nay tiếp tục là mình đây. Hôm nay mình sẽ làm về con game Family nha. Bây giờ mình tiếp nhiệm vụ nha mọi người. 1, 2, 3, 4 5 6 7 2 nhiệm vụ tím này thì mình đổi được nha. Không khó đâu mọi người ơi. Nhiệm vụ tím khá là khó nha mọi người. Nhiệm vụ cà rốt để mình kiểm tra xem nào. Ok, có cà rốt mình tiêu luôn nha. Ok, rồi mua item xem 5 Orion, có Orion luôn nha. Mình bán bớt ba lô cho nó nhiều cho mọi người. Cái gì không cần thiết cho mình bán đi cho tôi để tiền nha. Rồi tiếp tục mua 10 item. Thì ngoài ra thì sau 12 cà rốt rồi cái này chưa mình làm nha. Giờ mình sẽ đưa 6 gạo, đưa 8 táo. Đưa 6 gạo 8 táo. Ok. Sáu gạo, tự nhiên chẳng hiểu gạo. Chẳng lẽ này không có gạo đúng không mọi người? Đây có 3 cây rồi nè, mình chỉ đem 3 cây nữa, rồi mình đưa đá cho mọi người. Ui trời. Còn cái táo này nó cũng mất hết nha mọi người. Trời ơi. Đâu nhiêu mặt rồi Lộc? Nhiêu mặt rồi? Nhiêu mặt rồi, nhiêu mặt rồi. Thiệt. Bye bye. Sao này làm nhanh vậy? Tao thì giúp quốc mà. Vàng. Nhậu rượu mới mắc mũi nhắm tìm lem mà thấy chữ không thấy nổi anh Quốc ơi. Anh đủ Lộc à, Lộc ơi, này tao không binh được Lộc ơi, này xài quá Lộc ơi, thấy chưa, đủ nói một câu thốt tới giái luôn. Không làm được thì mày đừng có hứa. Anh quên là qua đầu máy đá banh. Đá banh em phải lớp cho phụ anh Lộc mà. Lộc kỳ dữ quá. Ok mình chạy qua xem cà rốt nha mọi người. Đáng Lộc kinh tới vậy. Là vì em, người cho suy nghĩ phải sống tốt. Là vì em, tình yêu của em đã được trân trọng. Hay là phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng về em, như em đã từng cố gắng vun đắp mà không than với mình rằng là anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ cố tiếp tục để người ta nhìn em và sự hối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Anh sẽ trở về xin em đừng buồn, hãy mạnh mẽ tìm trong cô đơn. Quốc ơi, tiếng là của Liên Minh ông Quốc ơi. Ôi, tao em về cha rồi. Muốn đi rồi chịu làm tối thu hoạch 15 mặt thầy, chẳng lẽ bằng em làm. Quốc kêu mới làm 15 mặt. Lộc, quá chết mình đi bạn Lộc. Chết ngon Quốc, anh lúc này bao nhiêu rồi Quốc sụp sạo. Đúng. Rồi làm 40 ạc để đánh Liên Minh Anh Quốc. Còn 10 ạc. Đồ qua Lọc ăn qua đổ được không? Ăn qua đổ được không? Ghê bây ơi, nó còn một lượt đổ cũng rang ghê bây ơi. Để qua em cứt gì lên Quốc ơi. Vàng để xíu vậy. Xong ta lên ta ngủ im re nữa. Ồ ông ngồi ông nghịch điện thoại xong mà ôm điện thoại ngủ, mình phải cất cho ổng các thứ đồ. 5 giờ sáng vậy còn đi tìm điện thoại ở đâu rồi. Nãy mình khó rồi nghe cô Lô Công dài bạc tiền cái ổi ra đây lên. Tới gói qua trong vào cái vòng người trời mà. Cái đồ cái đó. Thì đây là vậy là. Tao bây giờ nhà rồi phải cô Lô Công cái thằng Đức là 7 bình thường 7 giờ ấy là hồi ấy thằng 5 giờ cứ tỉnh giờ mê đề phòng. Ok mọi người, video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Quay tàu Orion nha mọi người. Cái thứ hai Mua rồi. Ta làm xong cái thứ mà nãy bắt đầu cái đầu tiên là đánh xong, tao chưa làm cái đầu tiên, đánh xong cái đầu tiên. Đây đúng 2 cái đây rồi, nó đó làm chi? Đi thu rồi. Bây giờ mọi người mình đợi canh chiến sĩ nha mọi người. Hello mọi người, lại mình đây. Thì mình cảm ơn tiếp tục cái này là game family nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ 1, 2, 3, 4 C5 Orion thằng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 chặt cây với là B58. Ok bây giờ mình sẽ chạy bên kia chặt cây với 58 cho mọi người. Đơn giản mọi người, nhiệm vụ đơn giản. vậy. Đây mà uống nước đây. Mà cái nước này múa. Nhớ hôm nay múa. Làm câu thì bay rồi. Câu thì bay rồi. Cái này bốn vậy. Không được. Cậu này đi nín một hai năng rồi. Em màn này đó, đây, thì sao chẳng thấy. Ok anh ơi. Yeah. Anh tê hãy đi theo nha mọi người ơi. Gì từ đợi chút. Tắt tiếng đó mà. Tắt tiếng đó mà Lộc. Và tiếp theo nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Còn lấy bùng thủ tiếng không ra đúng không anh em? Anh em. Ok, 5 đũa. Xeo 5 gạo. Xeo 5 gừng. Thà là người cô cha đã hơn là đâu đán. Qua tật cà rốt. Tật cay là nổi bậy đi. Như vậy là mưa tô. Má đổ xong ra Heaven nó mua tô tô nhục dữ quay. Nghe hỏi không? Là chơi Đâu phải làm quái người tốt. Tốt đổ gì màu tím đéo ra. Trời ơi Lộc ơi, đổ đéo ra cái lọc cây cái bay. 628 tưới 50 tờ còn. Cây ghê Lộc ơi. Thà làm người cô cha. Hai bé chắc đẩy rồi, mới 3 tiếng xong rồi. Được 2 cái like. Không, ý nói là ý nói là đẩy được 2 vé mà còn được thêm 2 cái like nữa. Nó lợi nữa, nó đi chơi bình thường, dư ha. Nói chung là ghê bay ơi, còn Lọc hết trơn lý do ai ấy. Đúng có nhiệm vụ dễ như cho vậy mà. Rồi mọi người, lại tiếp theo nha mọi người. Ở bên Đông Quốc 10 giờ này Quốc. Qua rủ mập chơi. Ôi, bài bài không được kêu mập nó, cu tên gì? Cu tên gì bay? Cái bài bạ đó. Ấy cu tên gì quên rồi ta? Cu tên gì ta? Quên mẹ tên rồi. Đua không Quốc? Đua không? Đua không Lộc? Nghe nói Lộc 20 vé rồi, 20 ạc rồi mà. Không rảnh anh ơi. Không rảnh mà. Không rảnh thiệt mà. Đâu ai giỡn đâu, em không rảnh thiệt. Dạ anh cứ nói đi đấy, em làm được em làm liền. Nói thì anh trời ơi anh chưa. Và 5 táo chặt cây với lại tưới 2 cây nữa. Ok thôi. Vì bay lát rồi anh em để mình thoát cây vô lại nhanh lát rồi. chẳng quên. Ok chưa? Đâu đâu làm được đâu, điên không biết đâu làm được, chết. À ok gần thì được. Ô đét râu. Ta ơi. Thêm vào 5 cà rốt, thêm vào cà rốt. Quan ơi họ quan tiếng hát em mang cả dòng sông. Tại sao đôi khi người mà mình yêu thương nhất là người đứng trước nòng súng của mình? Bây giờ mình chia cà rốt cho mọi người, mình là một anh nông dân chăm chỉ. Hasaki cho mọi người, mình chỉ là Hasaki cho mọi người. Sarang heo, anh đi làm bánh nà. Hát dòng sông này nghe là lòng. Đọc hát xuống đây mày ơi. Bạn hát cho kêu bạn mở ngừa. Đủ bữa mới hát xong kêu dùng thuốc. Với cái trình độ làm việc của em thì mình biết anh em tôi em mà. Nó là cây đắng bên như vậy. Sân bay Đà Nẵng ở đâu anh em? Sân bay Đà Nẵng á. Ủa sao thấy máy bay bay ngang qua nhà tao mà sao xa ta? À. Ủa? Tính ra mấy người ở đó sướng nu gà đó luôn mà, mấy người tụi em nu gà trong sân cái bay luôn mà. Nu gà rồi đụng trồng rau nữa, mà trồng rau phía bên kia kìa, góc bên kia. Ủa? Anh Tê? À, mua 5 lúa đu má hết hồn. Mua 5 lúa, xe 10 lúa. hai mua táo. Ok. Ơ, động đất à? Không, đó là anh đang đi lên. Ok, mình chạy quay sau nha mọi người. 4 hai tay anh ôm xương rồng rất đau, đôi ban man nỗi buồn rất lâu. Chân anh lan tan tim em ở khắp trốn, nước mắt vào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn biết ăn từng cơn em ơi. Bé về mới mở bị dính cái nhạc có 3 phút mà nó hiện màu đỏ luôn. Ừ, bé hiểu đó. Dính màu đỏ nhưng mà không phải màu đỏ của cái kia, màu đỏ mà bị hạn chế cơ, màu đỏ mà cạch cáo chứ không phải màu đỏ gậy. Màu đỏ cái kìa vẫn đang được, nó hiện lên là 3 phút dính nhạc, 3 phút bé lướt TikTok dính nhạc. Vậy nên là em chỉ chương trình văn nghệ Bến Tốt xin phép bắt đầu. Ai man sáo sàn sông để sáo sổ lòng pháo bay. Nhiều lắm, thưa lắm, mà đâu lắm, xa lắm. Ai chờ, em chờ đợi ai. Nà na 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 na. Hey. Na 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 na. Hey. Không, nếu không yêu anh em sẽ rất đau, nhưng anh phải làm đúng, phải làm em tin rằng anh đã không còn như ngày xưa nữa. Từ đó buồn vui bên em anh không anh nhận ra trong màn tình yêu ấy không thể thay đổi. Ha 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 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Sâu 15 potato. Mua 8 cà rốt siêu 5 potato. Ok. Mua siêu 5 potato nè. Rồi. Mua 8 cà rốt đúng không? Tới 8 gừng. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau như núi sông trào, gió lạnh giữa muôn vườn hoa, bay về đâu cũng là thế. Ta cố gắng giải lụa mà không được nữa. Bàn tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời. Bàn tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời. Dù nắm tay cũng cảm giác không phải ngày xưa. Đã từng hứa, đã từng nói, đã từng mong chờ về một ngày tương lai. Gì quên mẹ ra lòng. Nói chung là quên rồi, không thuộc. Quên, có Đức mà. Đúng, mình hát mà anh Đức không giúp vậy tay. Đài phát thanh radio FM anh Đức 21 vô tổ. Kế thôi 5 cộng 6 là 21 potato. Đơn giản. Sự thật đã cho tôi biết rằng tôi không phải là người suốt tình yêu lâu nay. Bởi vì bây giờ mình chạy qua xe potato nha mọi người. Đá chặt cay. Đó, đó, chị như bắt đầu đó là anh em ăn cơm sớm mẹ đi. Có biết bao cuộc tình giờ bóng tối chỉ một thoáng qua, nhưng với anh không vậy. Càng yêu em, anh cần muốn bên em. Và anh xin lỗi em. Có những ngày anh đã vội vã mà vô tâm quên mất đi. Có một người luôn ngóng trong từng đêm. Hay gọi anh là Lộc Phụ Hồ. Villa xin cái tổ. Quên, Villa em đếm cái tổ với anh Lộc Phụ Hồ. Nào. Tuyệt vời. Bốn lần không được mọi người. Anh Đức ơi, nghỉ mẹ đi, làm gì nữa rồi, nghỉ. Làm gì mà không được. Chi rồi mà ép anh Đức tài quá. Kìa, giờ này sao anh không thấy Đức mở mấy con thỏ nhảy nữa ta? Thỏ rồi à. Betul. Căng cực. Nó tính nó bài đã hay ta. Gì mày? Cô giấy vật lý từ lúc mà nổ xong dính bao trong nó chìm luôn rồi. Đây là cô giấy vật lý em bị làm sao á? Trời ơi ôm lấy những kỷ niệm xa vời. Đứt bọt. Baby Kachima, say baby Kachima, vu vơ. Mệt quá. Ơi cô lại đò sao đánh lông quên. Kệ ảnh của mọi người. Ai ta quê quê chị em. Ba 4 5 6 7 8 9. Nói nhà em được nhà hả? Anh sót cho khéo nhé, khéo lẻn vào nhà em. Nhà em ở cuối chân tôi, có dàn thiên lý, có người em thương. Nhà tôi bên dòng sông hiu hiu, ngôi nhà tranh thấp thoáng dáng cô em hiền. Tôi ngay làm bên tìm sáng để làm quen, phút chốc nghe lòng yêu mến. Em xinh đẹp như hồng hoa sắc thiên thần. Thấm mát cho cây xuống vàng. Ngày tha lòng lại cuốn bên nước mây. Đôi mong nhớ vết thương lòng. Mình tới bơi ra tàu cho mọi người. Anh nguyện làm mây bay lang thang tìm mơ. Trồn cũ. Dạ. Bụng Orion. Nghe vào nằm lũ. Em xin tươi nắng nó thiên thần. Nhà tranh đi bay nhưng vật sinh tháng ngày sống đi. Ủa? Bên nhà em đón đưa. Hôm nay em báo tin tràn. Lấy chồng giàu sang, đời em nhiều may mắn. Có nhớ anh nhà xin nghèo đấy không? Đương nhiên rồi. Làm tôi thấy giống tầm tuổi xôn xao. Ai rét ra rồi. Tiếp tục rồi. Có thay đổi một số lịch trình. Trong đêm nay bước tấm bước có ngã nghiêng trên đường đời. Chị nói nào, chị nói nhanh nào. Đi ra thì qua đủ rồi. Chị không thể xuống mãi mà làm báo bánh. Chị đủ như này thì nói như nào. Bắt đầu quá rồi. Anh mà em chẳng đi đến bao ai ở tương lai. Tại vì giết 4 người thân trong gia đình luôn. Người yêu em cũng chớ trông mơ. Em lái xe hoa bút về nhà trường. Tươi có tài. Anh mang đầy tràn yêu tương lai. Rõ không? Rõ biết không? Đức à, anh Đức à. Tôi nói đông bao nghe mà rõ không? Bình tĩnh anh Đức ơi. Người già và chị nhỏ ở đây nha Đức. Rõ thì nhắn số 1, không rõ thì cũng nhắn số 1. F11, ai mà nghe không rõ F11 hết đi. Ai là TF4? Không phải số 1 phải. Chưa rõ hả? Hết đủ. Ai phải? Rồi đi, về năm bữa. Trời ơi. Đúng là. Cái gì đây? Không biết. Bơ, 4, no, xóa. Mua 8 cà rốt Heber 2 rai. Ơi Chưa. Sáng này cảm giác như Tốt đang băng băng và đít. Xe băng rắn trong đêm. Mạnh vàng Tốt gạ kèo. Dạ đây Tân biết chơi, Tân đâu biết chơi Liên Minh đâu. Tân bữa Tân chỉ Tân quýnh cờ mà. À. Bên đó lại rén và đít ra. Ăn nước bên đó không chảy thú vị gì. Có. Nhưng mà nhóm của Liên Quân trong con nhóm Liên Minh. Không, con nhóm Liên Minh, con nhóm Liên Quân rồi. Có một nhóm Liên Quân cho mấy. Một nhóm Liên Quân. TFT là uống cờ rồi. Liên Minh TFT là uống cờ rồi. TFT là uống cờ chứ không phải là đánh cái kia. Điên không biết uống cờ đi ghẹ uống cờ nó hỏi con đó đâu, nó là sao? TFT là cờ, TFT á. Anh hiểu, anh biết cái từ TFT sao người đó gì không? Nội ơi. Bình đâu dùm ta chỉ LL để tao giận không giận nè. Nhóm đánh giải Liên Minh LL tem này thành nhằm mục đích update thông tin về giải LL hỗ trợ người đăng ký tham gia mà tao hủa mày LL cái đây Liên Minh thì tao thấy hắn đoan tạo chất vừa TFT mà vừa Liên Minh thì tao kêu hắn đoan đâu tạo giải Liên Minh thì tao kêu mới gọi kìa tao đánh cái mỏ chứ rồi vô nhắm tin rồi cái LL là cái tắt rồi gì không đặt Legend of Legacy không cần cái nhé mà cái đi từ cái gọng gọng. Nó có biết LL là cái tắt của chi không? Bị cực. Ngày 24 nhắn tin mà đeo à, đeo không? Đó là cái tắt của Lenny of Legend. Ngu. Hello anh em bên kia. Làm chặn demo Liên Minh không? Mình cái ôm trụ không cũng đủ luôn. Ok. Tuyệt. Đi đừng á. What time? Đi con gáo á. Ăn nhau ăn cá. Để cái em muốn đi luôn mà tập cái luôn đó. Để bán ăn tẩu. Rồi mới nhắn kêu anh em bên kia trận demo Liên Minh đi nó được. Hỏi quát thêm liền. Trời ơi, chưa thấy quan tài chưa độ lệ, chưa thấy dư sệ chưa hết hồn mà. Cho anh Fit ra cắn tụi bay, cắn nhai đầu tụi bay. Không đâu chơi khác. Vô rồi cái con nó cắm rồi Fit rồi. Mà sao? Lỡ cắm luôn đây ngoài là muốn đi ra ngủ không à? Lỡ cắm đây ra ta sẽ đi tốt. Đi à? Ok. 15 đá 15 đấy. Đây đang xếp kèo đây, nó kêu nhận. Nhắm Liên Minh. Mới cho em vô cho mày. Không. Mình bận một chút việc là mình về lại mọi người đây. Mình sẽ kiểm tra nhiệm vụ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bữa kia em đánh nữa mà. Đó, bữa kia em đánh giả lúc mà kia em đưa gì bị tốt em theo không? Bữa Quýnh mà chửi khang, cái đồng mới đã chính là bị chửi khang đó. Múa chút xíu chửi khang á anh em. Cái game giải trí mà anh em quan trọng hóa quá mà. Thua chịu chứ, thắng thua là chuyện bình thường. Mình không có thực lực có gì mà phải buồn. Không, không chịu hết. Không chịu. Em muốn có nửa ngón tay cho anh em lấy cái chân giữa để em quýnh nó mới sợ. Anh em muốn có hai tay với mấy người. Vô, cắm lên ra sao solo không? Solo lỗ, đánh solo gì mà biết á. Ok, đợi từ để kiếm tướng sao. Mình là ai? Không ai thôi. Hờ. Dạ khang đó bay, ai biết chơi liên minh đâu, ai biết gì đâu. Tốt ơi. Dời. Tốt cho mình cái tốt. Ok. Xíu nữa đi bạn, đợi mình chút luôn mình đi luôn. Sao bay kêu kêu quấn mà họ quách tham mà để trả lời bay hay là để biết tiếng Anh? Tốt luôn nha, alo lại coi. Thôi đó, chọc tụi nó tụ quá. Chọc nó nguyên một mảnh hả? Sao rồi? Em để vô comment. Ôi, em ghi tiếng Anh không hiểu à? Để em ghi tiếng Việt. Hỏi thích cười không? Làm cười luôn cho cái đằng nó quay video làm nó kêu cái rồi. Cười đâu. À để em nhé cái liên minh lại cái nữa à. Có gì bảo mừng tốt. Sao? Eo nhiều vô, eo mấy cái nữa. Sao rồi nha anh? Bên kia có ai, có mấy người? Bên kia có 1 người, 2 người, 3 người, 4 người. Biết mọi người là đập đá này, lăn đá. Bây giờ thèm anh muốn đập như muốn ăn muốn một không cái ôm đi cùng mấy cái ôm đang có bao nhiêu đâu. Thế cái bữa mà em tự bài mà thấy không biết rồi. Còn á, nó cái mình đang bay đồ rửa hái mà. Còn chẳng thấy là anh chủ anh đánh được cái canh. Thì là anh mình muốn không được, vấn đề là hái phải hái cái vụ nó không chứ. Ủa anh lướt tạc 55 rồi hả? À. Anh chửi như sáng quýnh một quýnh. Ok, tiếp theo nha mọi người. Sao tự nhiên cái mình phải cảm giác như cái game mình nó bị mất tiếng mọi người. Đó, cái này thấy không? Có tiếng lúc không? Có tiếng đúng không mọi người? Lại luôn ghê, để mình trình lại cho mọi người nha. Kỳ lạ ghê. Rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eo 16 cà rốt. Sao ta mua anh em ăn cơm gì? ăn cơm đùi gà đây anh em. Thôi hôm nay ăn đùi gà đi. Ra ngoài ăn. Không biết ăn cái gì. Hay ăn bún đậu. Đại cà tốt. Ok mọi người, 29 nấm nữa cho mọi người. Ai không chịu ăn? Trời. Sau tái Morion và tờ Potato. Sáng nay làm chậm dữ vậy. Lạ nhỉ. Vậy mà gà Đức làm đu khang các bạn, làm chậm vậy mà gà Đức ăn ở Trung Quốc đu khang các bạn. 12 cà rốt tái Morion đập đá. Ok, 12 cà rốt tái Morion, 7 cà rốt tái Morion. Có 7 cà rốt tái Morion. Mình sẽ mua 7 cà rốt tái Morion là siêu nha mọi người. À, đây có cà rốt sẵn con nèo anh em. Oh yeah, 9-3 là nhiêu? 9-3 còn 6 thiếu 1 bạn ơi. Rồi 7 cà rốt tái Morion nha mọi người. Rồi xong mình sẽ chạy qua bên kia mình gieo nha mọi người. Giờ mình chạy qua nha mọi người ơi. Ok, chạy qua kia gieo nha mọi người. Người đã nói sẽ yêu mãi anh, dẫu than nằm đổi thay, nhưng tại sao cứ yêu thôi, như rất vô tình trôi vào về lãng. Tiếp anh. Mắm với muối. Đang mắm với muối. Để lên căng trứng nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ xong 12 cà rốt nha mọi người. Lâu lâu mình nó bị lát mọi người thông cảm nha. À. Ơ. Lạ nhỉ. Mua hai táo với lại đặt đá. Ok thôi. Rồi chốt là ăn cơm gì cho anh em. Mình tập đá cho mọi người ơi. Mình tập đá nha. Gì mà đập bàn khang đó anh em. Một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm sáu bảy. Ui ta ơi. Gì mà siêu 20 hay vợ 20 potato sao chơi. Tụi ta ơi. Chẳng lý giờ nó giờ gieo lại từ đầu men. 2 4 6 8 10 1 12. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. Có giải mà, có tiền nó chọn hết trơn nó để làm gì. Giờ anh muốn em xử tụi nó sao anh nói đi. Lòng vẫn chót yêu em lâu rồi mà trời dám nói câu yêu người. Đúng. Làm ăn sống nhanh. Thấy cái mặt đầu tiên, thấy cái mặt đầu tiên. Năm sáu bảy tám chín mười một mười hai, ok đủ á. 정신 make a cue. Nóng như vậy vậy. Ok. Cơm chiên bữa ăn ngon không ấy? Trong chiên double kill. Em ăn cơm. Tốt cho tôi các bạn ra, bạn ơi. Nói. Tốt tốt tốt. Đặt cơm nha anh em. Đây em đang đặt. Ở đây em đang đặt. Sao không ăn chứ anh em? Không ăn. Cơm thịt xíu ốp la. Thịt xíu lo cho nhắn tin nó lọc không ăn để cho thái chứ. Ok. Sao nhắn tin bên team Liên Minh kia không ai rep bay? Sao anh em? Kiểu chi mà mua hai táo đập đá chặt cây. Thì mình đập đá nha mọi người. Chắc sau học này mình dừng like luôn nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người để xem like của mình nha. Mình đập đá luôn nha mọi người. Thâm thề cho một kiều. Anh em chắc là sau đoạn này mình dừng lại tại đây đâu nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi like của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở những like tiếp theo nha mọi người ơi. Chắc sau này mình dừng luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem like của mình nha. Chúc mọi người có một buổi chiều chẳng này gặp đầy may mắn và hạnh phúc nha. Xin tạm biệt mọi người, bye bye.